Tiếp theo là phần tin đến từ quận hội Tây Hồ. Sáng ngày mùng 10 tháng 1, tại trụ sở hội, Hội Người Mù Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và trao quà Tết canh tí cho hội viên. Đến dự hội nghị, ngoài 61 hội viên tiêu biểu của quận hội, còn có các vị đại biểu đại diện cho các phòng ban ngành tổ chức đoàn thể quận Tây Hồ, các nhà hảo tâm và các hội bạn trong cụm thi đua thuộc hội người mù thành phố. Thay mặt ban chấp hành, bà Mai Thị Hồng, phó chủ tịch quận hội đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Kết thúc năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ và Hội Người mù Hà Nội, cán bộ, hội viên Hội Người mù Tây Hồ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch hoạt động hội đã đề ra. Bên cạnh đó, hội còn tích cực phối hợp chặt chẽ cùng các hội bạn trong cụm thi đua tổ chức thi đọc viết chữ nổi Hội diễn văn nghệ, truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống cháy nổ và thoát nạn cho người khiếm thị. Hoạt động lao động sản xuất được duy trì tốt với doanh thu của cơ sở tầm quất ánh sáng tăng 9%, tiêu thụ tâm chổi tăng 4% so với năm 2018 vân vân. Tiếp sau phần công bố và trao thưởng, các danh hiệu thi đua năm 2019 của đơn vị, ông Đàm Quốc Hiển, Chủ tịch quận hội, đã lên triển khai và phát động phong trào thi đua năm 2020. Toàn thể hội viên có mặt tại hội nghị đều hưởng ứng cao và nêu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung và chỉ tiêu của năm 2020 lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm, đặc biệt là chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và 25 năm thành lập quận Tây Hồ. Nhân dịp Tết Canh Tý 2020 đang đến gần, tại hội nghị, quận hội đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao quà Tết bằng tiền mặt và hiện vật cho tất cả hội viên và thân nhân các gia đình hội viên có mặt với tổng giá trị 65,6 triệu đồng. Mai Hồng. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn đến với tin hoạt động của Hoàn Kiếm và Thanh Trì do các cộng tác viên Hoàng Lý và Trần Thế Đạt đưa tin. Sáng ngày 14 tháng 1, Hội nghị Mù Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và trao quả cho hội viên nhân dịp Tết cổ truyền canh tí Dự hội nghị có bà Phạm Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Hoàn Kiếm. Với thành tích đạt được trong các mặt công tác năm 2019, hội người mù Hoàn Kiếm đã vinh dự được hội người mù thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen. Một cá nhân được nhận giấy khen người tốt việc tốt của hội người mù thành phố. Tại hội nghị, quận hội cũng đã khen thưởng 3 hội viên đạt danh hiệu người tốt việc tốt cấp cơ sở, trao phần thưởng cho hai hội viên đạt thành tích cao trong các giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật toàn quốc và quốc tế. Với phương châm 100% hội viên có Tết thông qua việc vận động từ các tổ chức cá nhân hảo tâm trong xã hội, nhân dịp này hội đã trao 66 xuất quà Tết cho các hội viên với tổng số tiền là 61 triệu 500 000 đồng. Cũng trong ngày 14 tháng 1, Hội Người Mù huyện Thanh Trì tổng kết công tác hoạt động hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và trao quà Tết nguyên đán canh tí tới các hội viên. Tới sự hội nghị của đồng chí Lê Trung Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Năm qua, tiếp tục khảo sát nhu cầu của hội viên từ đó, huyện hội kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, quan tâm chăm lo đến đời sống hội viên. Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ, triển khai một số công tác nhằm thúc đẩy hoạt động hội, trọng tâm là phát triển tổ chức, nâng cao dân trí, chăm lo đời sống tinh thần vật chất, giúp hội viên vay vốn làm kinh tế gia đình. Trong năm đã kết nạp 8 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 147 người. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhiều hội viên phát triển tài năng, tham dự thi đấu các giải đạt kết quả cao tiêu biểu như hội viên Nguyễn Văn Cường ở xã Đại Áng đã giành được hai huy chương vàng, hai huy chương đồng trong giải thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc môn bơi lội năm 2019. Ghi nhận những kết quả hội người mù đạt được, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung quyết, chủ tịch hội người mù thành phố, biểu dương ghi nhận những kết quả hội người mù huyện đã đạt được trong năm 2019, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2020 như sau. Các đồng chí cán bộ chuyên môn của hội cần tiếp tục đi sâu đi sát tìm hiểu đời sống, trình độ, tâm tư nguyện vọng của các hội viên để từ đó có kế hoạch giúp đỡ cho các hội viên Năm 2020, thực hiện sắp xếp lại các cụm thi đua thì Hội người mù huyện Thanh Trì sẽ thuộc cụm thi đua số 3. Hội cũng mong muốn các đồng chí sẽ sớm hòa nhập với cụm thi đua mới, đồng thời tiếp tục phát huy những điểm mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020. Nhân dịp Tết Nguyên đán canh tí đang đến gần, Hội người mù huyện đã kết nối với Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện, công ty Hanvico Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại toàn cầu Lạc Hồng Viên trao tặng những suất quà Tết tới các hội viên người mù huyện. Tin từ hội người mù huyện Mỹ Đức. Sáng 15 tháng 1, hội người mù huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự buổi tổng kết có bà Đỗ Thị Tuyết Lan, trưởng phòng tổ chức phi chính phủ công tác thanh niên Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Bà Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, ông Nguyễn Khả Hùng, Ủy viên thường trực Hội Người mù thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, ông Lê Quang Hưng, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện cùng các hội viên Hội Người mù huyện Hiện nay, Hội Người Mù hiện có gần 140 hội viên và trẻ em sinh hoạt ở 10 chi hội. Năm 2019, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ hội viên, Hội Người Mù hiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội luôn chú trọng mở rộng mối quan hệ với các cơ quan ban ngành đoàn thể để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ cho cán bộ hội viên người mù về tinh thần và vật chất hội cũng thường xuyên đi khảo sát người mù và nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đời sống của từng hội viên. Trong năm, hội cũng đã tạo điều kiện cho 11 hộ gia đình hội viên được vay vốn từ nguồn vốn của Trung ương hội và địa phương với tổng số vốn là 375 triệu đồng. Ngoài việc cho hội viên vay vốn, huyện hội còn tạo điều kiện củng cố thêm tay nghề cho các hội viên làm tầm quất cổ truyền. Hiện nay toàn hội có 17 hội viên được đào tạo nghề tầm quất, 6 hội viên được học nâng cao tay nghề, 15 hội viên đã và đang có việc làm tại cơ sở hội, 100% hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế chữa bệnh miễn phí. Công tác chăm sóc tặng quà cho các hội viên nhân các dịp lễ Tết luôn được hội quan tâm thực hiện năm 2019, hội đã chăm sóc 667 lượt hội viên, trẻ em mù với tổng số tiền là 180 triệu 416 nghìn đồng. Thông qua các hoạt động của hội đã giúp cho người khiếm thị được giao lưu, chia sẻ, xóa bỏ dần tư tưởng tâm lý mặc cảm tự ti, vươn lên hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Năm 2019, Hội Người Mù huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở xoa so bóp tầm quất, mở thêm các lớp học nghề cho hội viên có nhu cầu, tạo điều kiện cho hội viên khó khăn có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống nhằm giúp những hội viên hội người mù có những ngày Tết đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân. Tại hội nghị, Công đoàn Thanh niên Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 20 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã trao 30 suất quà Tết cho 30 hội viên hội người mù huyện. Các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã trao tặng 42 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các hội viên đại diện công ty BITIT miền Bắc đã trao tặng 300 đôi giày và dép cho các hội viên. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Chiến, Phó trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà hội người mù huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, hội người mù huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, vận động hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua, có chế độ quan tâm đặc biệt để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả, duy trì hiệu quả các cơ sở so bóp tổng quất của người mù, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hội viên. Kết thúc hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển hội năm 2019. Lê Quý Tiếp đó, với sự nỗ lực cố gắng và tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện nhằm để người khiếm thị Mỹ Đức có thêm những món quà góp phần đón xuân vui vẻ, Ban chấp hành huyện hội đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm giúp Hội Người Mù Mỹ Đức tặng 201 xuất quà Tết với tổng giá trị là 85 triệu 400 ngàn đồng, trong đó có 8 xuất hội trợ cấp cho 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất là 300.000 đồng, hoàn thành xuất sắc công tác chăm sóc Tết cho hội viên. Ngoài ra cũng trong dịp này, hội đã vận động công ty BITIT chi nhánh miền Bắc đã về tặng cho hội 300 đôi giày dép đón nhận những món quà hết sức ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về. Hội người mù huyện Mỹ Đức rất phấn khởi và xúc động trước những tình cảm chia sẻ động viên của các đồng chí lãnh đạo các cấp và các nhà từ thiện. Điều này đã khích lệ thêm sự cố gắng nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các hoạt động hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nguyễn Ngọc Nhuận và cuối cùng là tin hội nghị tổng kết cuối năm của Hội Người Mù quận Hoàng Mai. Sáng ngày 16 tháng 1, 2020, toàn thể cán bộ hội viên Hội Người Mù quận Hoàng Mai đã có mặt đông đủ tại hội trường quận hội để tham dự hội nghị tổng kết cuối năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động năm mới 2020. Trong suốt năm qua, Ban chấp hành cùng toàn thể hội viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và tham gia đầy đủ nhiều phong trào, cuộc vận động từ các cấp hội và chính quyền địa phương khởi xướng. Cùng với đó, hội cũng đã tổ chức các hoạt động như tuyên truyền pháp luật kỹ năng mềm, làm 44 thẻ xoay bít, tổ chức đi thực tế, đi biển cho hội viên, tới thăm hỏi và kịp thời động viên khen thưởng các đối tượng chính sách đặc biệt như thương binh, con em học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn, nhân các ngày 27 tháng 7, mùng 1 tháng 6, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam và Quốc tế, ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam. Với tổng số tiền hơn 186 triệu đồng, một con số không hề nhỏ đã đủ nói lên một năm tốt đẹp của hội. Đặc biệt, trong dịp vận động chăm sóc Tết canh tí này, hội đã tranh thủ từ nhiều nguồn tài trợ, đảm bảo 100% hội viên đều nhận quà Tết với tổng giá trị là 72,6 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và đa dạng các loại phần quà được chia thành nhiều đợt phát tận tay cho hội viên. Hướng tới năm 2020, hội tiếp tục phấn đấu phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những điều còn khó khăn vướng mắc để quan tâm, chăm lo xứng đáng là ngôi nhà chung cho người khiếm thị quận nhà. Rộn ràng sau những lời ca tiếng thơ, hân hoan rạng rỡ trên từng khuôn mặt, díu dít những lời chúc Tết gửi gắm bao điều với những cái bắt tay hẹn gặp lại trong ngày đầu xuân mới. Vũ thể